hello chào tất cả các bạn chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở khóa mấy dòng Android 10 mà bị FRP nhé thì cách này các bạn có thể áp dụng cho tất cả các dòng Android 10 nhé rồi ok thì trên tay mình là con A20s thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở nhé thì đầu tiên các bạn tải cho mình cái tool FRP này về này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn tải về nhá rồi thì uh, tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào bài FRP đây giúp mình này các bạn ấn ok này thì nếu nó hiện như này thì các bạn chút cắt ra bạn cắm lại giúp mình nhá rồi thì các bạn cắm lại rồi các bạn sẽ ấn lại giúp mình này. Các bạn chờ một tí cho nó nhận driver máy nhá, xong rồi các bạn sẽ ấn lại bypass giúp mình này. Các bạn ấn ok nhá. Thì tự động nó sẽ giết info cái máy này ra nhá các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hiện cái Google lên màn hình, các bạn chỉ việc ấn vào thôi. Đây các bạn ấn vào xem này. Thì ai mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và đăng ký nhá để ủng hộ mình nhá. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào web VNZoom set bypass giúp mình này. các bạn ấn vào rồi đây các bạn sẽ ấn vào Gala, à, Google Google này rồi tiếp theo ở đây các bạn sẽ chọn gọi cho mình là Galaxy Store này đấy các bạn nó sẽ hiện ở đây này các bạn ấn vào rồi OK ở đây thì tiếp theo các bạn sẽ ấn vào tìm kiếm giúp mình nhá các bạn sẽ gọi cho mình cái chữ này này đấy Play switch này thì các bạn mà chưa các bạn tải về nhá ai mà yêu cầu tài khoản thì các bạn nhập tài khoản về vào khi nó khi các bạn tải về xong các bạn mở lên nó sẽ có giao diện như thế này các bạn sẽ ấn vào tìm kiếm này các bạn sẽ gọi cho mình cái chữ là lốc này đấy thì nó sẽ hiện ra cái đây các bạn sẽ chọn vào này lốc này đấy, thì bây giờ các bạn sẽ cài mật khẩu hình vào giúp mình nhá rồi các bạn vẽ chữ z này tiếp theo bạn xác minh lại một lần nữa giúp mình rồi ok thì các bạn ấn xác nhận này xong thì bây giờ các bạn sẽ quay về ban đầu giúp mình nhá quay về bước kích hoạt ban đầu nhá các bạn nhá rồi thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở bên dưới giúp mình. Mình sẽ cố gắng làm video hỗ trợ các bạn nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kích hoạt vào thôi này. Đấy. Để đang cập nhật này các bạn. Thì khi các bạn kích hoạt vào nó sẽ yêu cầu cái mật khẩu các bạn vẽ lại cái mật khẩu là ok nhá. Đấy. Vẽ lại cái mật khẩu lúc này các bạn cài nhá. Rồi xong thì nó sẽ có chữ bỏ qua ở đây. Xong các bạn bỏ qua là xong. Rồi vậy là xong nha các bạn nhá. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ai mà chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tất cả các bạn.